Đầu tiên xin cảm ơn các chiến binh dũng cảm nhất vì đã giúp mình có đủ sự mạnh mẽ để thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những chiến binh, hãy nhấn nút tham gia bên dưới để trở thành hội viên của kênh. Hi, chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với Game City Skyline nha. Ok. Rồi, bây giờ thành phố mình là khoảng 8.000 dân rồi. Cái nhà này nó bị gì nữa đây? Nó mọc lên mấy cái nhà nhỏ, hình như là tụi nó không có nhất quyết là tụi nó không có thích ở cái nhà to hay sao. Tụi nó nuôi ở nhà nhỏ nhỏ thôi. Với lại hôm nay chúng ta sẽ tăng cái ở đây chúng ta có một cái luật. Chúng ta cái luật này là cái luật gì? Đổ xe là nó sẽ phải có cái phí đồ, mình sẽ tăng cái phí này lên. Để làm gì? Cho nó gửi hết ở trong đây. Nó gửi xe trong ở ngoài đó thì nó lại chặn hết đường đúng không? Phí 25 mình tăng ở trong đây lên thành 20. Đó, phải không? Tại sao? Thì ở ngoài đó 25 thì ở trong đây 20 thì nó sẽ dời hết vô ở trong đây chứ bạn không? Đâu có gửi ngoài kia làm gì? Gửi ngoài lường nó lấy phí tới 20 25 lần. Bây giờ đẩy hết vô đây. Đẩy hết vô đây để cho nó tránh cái tình trạng là nó gửi xe ngoài đường. Mày ngon mày gửi xe ngoài đường nữa đi. Ngon mày gửi xe ngoài đường nữa coi. Chặt phí liền 25 đồng liền. Ốm đòn liền chứ ở đó mà xạo hả bạn. Ôi chà. Nè, giống như mấy thằng này cũng vậy luôn, lên phí cho mình 20 hết. Bãi đỗ xe xây ra để cho tụi bay gửi nhưng mà cũng không phải là gọi là để gửi free được. Cũng không phải gửi free được, mình phải tăng cái phí lên. Đó. Rồi mấy cái khu nào mà nó đông đông xe rồi này kia đó là phải làm ra thành cái luật đó hết, cho nó gửi xe ở trong kia hết, không cho nó gửi xe đó. Bây giờ hôm qua là tập trước là mình đã setup xong cái này rồi, nhưng mà bây giờ mình sửa lại chút xíu, mình dời cái hàng hóa ra quanh đây. Đường rầy thì mình cũng làm lại cho nó đẹp hơn một chút xíu. Đó, ôi, thành phố nhìn nó rất là mỹ miều và nó đẹp mà nó không có boring lắm, nó không có chán lắm. Được. Nhưng mà tụi này vẫn lì nha bạn, tụi này vẫn lì nha. Nhưng mà cái này là do mới áp dụng luật đây thôi, cho nên là nó chưa có kêu bạn gì, nó chưa có hiểu thôi, chứ bây giờ mình có thể kéo dài xuống đây chút. Đó, kéo dài xuống đây, mở rộng cái quận này ra. Đó, tất cả cái quận này luôn thì nó phải đổ xe thôi, chứ mà nó gửi xe bên ngoài là thế nào nó cũng chết. Thế nào nó cũng chết thì nó tốn tiền đúng không? Rồi thu thêm được phần thu nhập nữa, với lại bây giờ mình đang thiếu cái này. Gà thì mình đang dư. Hình như theo mùa đó bạn, theo mùa đó thì nó sẽ có dư cái này dư cái kia. Hàng hóa thì chắc chắn là chúng ta dư giấy rất là nhiều. Giấy xuất khẩu không quá nhiều luôn, tại vì mình có cái nhà máy giấy này mà mình tới đào gỗ ở đây rất là mạnh, nên là giấy của mình đang dư rất là nhiều để xuất khẩu. Giấy dùng trong thành phố cũng ít, nhưng mà cái này nè, ga tàu hỏa hàng hóa này nó lại chứa ở trong đây một cái lượng tài nguyên kinh khủng. Nội trong đây nó đã chứa hơn 2.000 tấn rồi, mình không hiểu nó chứa trong đây nhiều như vậy để làm gì nữa. Kiểu giống như là ở chỗ nào nhà máy nào mà thiếu thì lại đây lấy. Kiểu như này giống như là cái bến tàu hàng hóa, nhưng mà nó còn là cái kho nữa. Cái kho nữa nha. Tại thằng nào thiếu thì sẽ chạy ra đây lấy, còn mình nhập vô thì mình cứ để đây. Mình cứ để đây, rồi thằng nào thiếu thì lại đó lấy. Cũng được, nói chung là cũng ok thôi. Rồi, đây có nuôi chó nữa. Mấy cái nhà này là thường thường có nuôi chó nữa rồi. Nhân viên cái này là cái buôn bán. Bây giờ mình chắc là mình phải xây thêm một cái lượng buôn bán nho nhỏ nữa, chứ đây là có vẻ như là nó hơi thiếu buôn bán rồi. Ok, ở đây cái đất nó không bằng lắm, từ. Nếu mà đất không bằng vậy thì chúng ta nên, nào ở đây nó có giống như là một cái đầu vậy đó,
giống như cái đồi vậy đó, nhưng mà cái đồi thì đồi gì ta không cần biết. Ấy da, nhầm rồi. Đó, mình sẽ cắt bớt cái này đi, làm cho nó bằng phẳng lại. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng làm cho bằng phẳng đâu cho bạn, mình kiểu giống như là mình sơ sơ thôi, sơ sơ thôi, làm cho nó đều đều lại chút xíu à. Những cái nơi nào mà cần á, thì mình làm. Tại vì nếu mà làm bằng quá thành phố bạn nó hơi chán á. Là bạn làm mà bằng phẳng quá thì thành phố bạn nó hơi chán chút xíu, mà bạn làm nó hơi dốc dốc rồi, nhưng mà nó gọi là cơ bản thôi chứ không cần phải dốc quá đâu nọ, giống như vậy. Rồi chúng ta trải ra cho nó bằng phẳng chút xíu rồi là được rồi, không cần phải quá bằng phẳng làm gì á, nó thành phố nó chán lắm. Rồi cái này thì giờ chúng ta cũng dễ thở rồi. Đây là đường 4 đúng không? Đường 4 mà chúng ta kéo từ đây. Ok chưa? Rồi còn cái này là cái đường nhỏ này đúng không? Cái đường nhỏ này giờ làm sao? Ồ không, cái này là cái đường 2 luôn chứ không phải cái đường 1 nữa nha bồ. Cái đường này là đường 2 luôn á. Rồi, không sao hết. Rồi mình cho thêm mấy cái đường nhỏ vô đây nữa. Chúng ta sẽ có một cái khu gọi là khu hơi hơi mới mới hơi mới mới, bị cái thằng này đi luôn cũng được đó, thấy chưa? Giờ khu đó thì giờ khu ở đây là có khu dân cư rồi, chúng ta làm khu mua sắm ở đây cũng được. Khu mua sắm bây giờ khu mua sắm này đó. Cái màu vàng này là sao? Phù hợp với khu thương mại, màu mạng lưới phù hợp với khu thương mại. Màu xanh này nó sẽ vô cùng phù hợp với khu thương mại luôn. Màu đỏ là nó kém nhưng mà màu xanh thì nó sẽ phù hợp với khu thương mại, mình sẽ thay khu thương mại chỗ này, thấy chưa? Đó, khách hàng thì màu địa hình, khách hàng là sao, kiểu như là dạng màu xanh lá là sẽ cao, con này là sẽ thấp, còn cái này là màu đường, các bạn có màu đường đó. Mình xây những cái khu như vậy nó sẽ làm cho giống như mình xây như vậy thì nó sẽ bị thiếu khách, nhưng mà mình xây theo màu như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái khách nhiều rồi. Với lại mình cũng nâng thêm một cái là sao, học cho nó tử tế vào trường đại học cơ bản, mình cũng xây thêm một cái trường đại học nữa. Này là gì? À chà, trường cao đẳng này nó tới 75.000, 750.000. Holy shit, 750.000 à. Oh my god, chết tiệt rồi. Tiền ở đâu bây giờ? Chỉ có vay thôi. Mà vay thì chắc ra là toang con mẹ rồi. Từ từ nha. Hơi thiếu tiền. Thành phố hơi thiếu tiền chút xíu. Nhà máy đốt rác. Nhà máy đốt rác sinh ra điện. Trung tâm tái chế rác. Bán nguyên liệu tái chế, thu thêm thu nhập cho thành phố. Nghe cũng hay. Nghe cũng hay. Bây giờ mình sẽ cho cái khu tái chế này lên. Ui, này nó lại là 1.880.000. Khoan, cái này mình sắp lên rồi. Mình sắp lên XP ngay chỗ này rồi. Chắc là mình chờ thêm chút xíu nữa để cho nó lên. Để cho nó lên cho nó có tiền. Tại vì mỗi lần lên bậc á là mình sẽ được thưởng. Mỗi lần lên bậc mình sẽ được thưởng chút đỉnh. Khu công nghiệp. Sao hồi đó vẽ cái đường này nó xấu dữ vậy ta? Mình từ nha. Mình vẽ cái đường này lại cho nó đẹp chút xíu. Cũng vì đẹp với xấu á, mà bạn thấy không, thành phố mình nó tốn hơi nhiều tiền. Cũng vì đẹp với xấu thôi đó. Thành phố tốn hơi nhiều tiền. Ôi,
nhiên liệu sinh học nào sắp lên cấp 5 mẹ rồi, ghê vậy trời. Nào sẽ lên cấp 5 mà, ui, nhân viên cái nhà máy này 1041 nhân viên mà bây giờ mới có 500 thôi, hình như hơi thiếu người. Wow, cái nhà máy này mà nguyên một cái kho này là 1.000 nhân viên, ghê thiệt, kinh khủng đấy. Đó, tàu hỏa tới rồi. Bây giờ thì tàu hỏa này giờ chỉ có lấy hàng bỏ vô kho thôi. Cái kho này sắp được 3.000 tấn rồi nè. Đó, tới nữa, nhưng mà tàu này thì không chở mẹ gì hết. Không sao, mình đã set up hết cái mạng lưới xe lửa rồi. Chúng ta sẽ được nhanh thôi. Xây hơi lâu nha bồ, xây hơi lâu nha. Ủa, tụi này lì thiệt sự luôn á. Đậu xe ngoài đường là mình cho nó phí đậu xe bên đường à. Nó cao như vậy rồi mà nó vẫn nó vẫn là cái kiểu sao ta? Kiểu đậu xe ngoài đường mà được, tao cho tao tăng thêm tiền nữa, tăng lên cho 30 đồng. Chết cha tụi bay chưa. Thu thêm thu nhập cho thành phố cũng được. Cái nó đậu ngoài đường nhiều cũng tốt. Đậu đi, cho tao bay đậu thoải mái luôn. Đậu ngoài đường tao lấy tiền, sướng. Rồi, khu này đã xong rồi, lên cũng nhiều nhưng mà vẫn còn các bạn. Vẫn còn nhu cầu nha, nhu cầu khu thương mại vẫn còn rất ok luôn á. Rồi để coi, mình coi bấm vô khu thương mại. Công trình đặc biệt là biệt thự diễn viên điện ảnh. Ồ, ngon. Màu cam là nó trung bình, màu cam là trung bình thôi, chưa ăn thua nhưng mà ở đây nè, đó cái này màu xanh lá nè, quất cái này một cái, lên mọc thêm được mớ nữa, chắc chắn khu đó nó, khu này sẽ bán được hàng, tại vì ở đây nó có mấy nhà cao tầng nè, nhiều người mua lắm. Nếu mình xây cái màu xanh lá thì cái màu xanh dương thì màu xanh lá tăng à, kiểu như thành phố mà nó có nhiều khu mua sắm đồ này kia, người ta cũng thích lại ở hay sao. Thằng này chừng nào mới đạt tới cột mốc mới vậy ta? Thị trấn lớn là còn xíu nữa thôi, hạn mức vay lên, nó mở thêm khai thác dầu. Ok. Ôi, cái thằng này chở hàng quá trời luôn nè, này chở hàng hơi đỉnh luôn á, này dỡ hàng ra là cả một vấn đề luôn các bạn. Rồi, thằng này tới thì thằng này thì chở ít hơn. Ôi, dân giảm, what the fuck, dân giảm. Các công trình dịch vụ có thể được gắn với khu đô thị. Khi được gắn, tòa nhà sẽ hoạt động như dịch vụ địa phương cho khu vực được gắn vô. À, cái thằng này nó sẽ... Bây giờ thì nó sẽ chạy hết khắp thành phố, nhưng mà nếu mà mình gắn vô một khu đô thị nào đó thì nó sẽ chạy khu đô thị thôi. À, nè, nó đang dùng 4 trên 15 xe nè. Hạnh phúc công dân tăng lên, nó được thêm 7 điểm nữa. Lâu à, hay bây giờ làm sao ta? Mình ở đây mình còn một khu nhỏ nhỏ nữa, mình mở thêm một đất bên đây, mình làm khu nông nghiệp ở đây, nuôi gà chẳng hạn. Đó, 8.000 dân rồi nè, đó. Gà bây giờ thì nói chung là cũng ổn. Mình đang giảm nè, giáo dục nè, nó đang gọi là có thu nhất. Công viên giải trí này nó hơi tốn nhiều tiền quá nha. Mình giảm ngân sách công viên giải trí xuống 50%. Chăm sóc y tế thì cái này giảm xuống 80% đi, cho nó giảm bớt tiền.
Công viên giải trí hình như mình xây công viên hơi nhiều quá chứ. Mình xây công viên hơi nhiều, quá mất cần thiết. Thành phố chưa kiếm được tiền nhiều nhưng mà xây công viên giải trí hơi nhiều cho nên là nó bị tốn hơi nhiều tiền vô đó, nhưng mà không sao hết. Tỷ lệ tội phạm cao thì bây giờ chúng ta có thể xây bullet bullet ôi ở đây có một cái nhưng mà nó ít quá bạn không, phải xây thêm. Được rồi, xây thêm một cái bullet ngay chỗ này đó. Nói gì nữa đi, tỷ lệ tội phạm mà cao nữa đi. Ồ coi thằng này chở hàng nè bạn, quá trời hàng luôn, ghê không? Đó, tỷ lệ tội phạm phải giảm xuống liền chứ. Rồi bảo hiểm y tế không đáng tin cậy, phí nước cao, dịch vụ internet không đáng tin cậy. Cái nào nhiều điểm thì mình tạm thời phải không? Xe tuần tra đang có 6 xe dùng hết 6 chiếc luôn, ghê. 6 xe dùng hết 6 chiếc luôn mà. Nè đó, xe tải chạy tùm lum nè. Trời, đi cái kiểu quần què gì đấy. Thằng nào ấy, thằng nào đi cái đường gì kỳ cục vậy? Đi cái đường đi sao AI chạy khôn vậy ta? Muốn chạy đâu chạy à? Ghê đấy. Dân tăng lên rồi. Nó nhu cầu đó phải không? Khi mà nhu cầu nó tăng lên thì nó sẽ tăng lên đều luôn. Ba loại hình luôn rồi phải không? Ok. Thoải mái thôi. Đó, số dân tăng lên, hạnh phúc công dân tăng nè. Để mình coi tỷ lệ tội phạm của cái thằng thành phố này bây giờ nó nhiều dữ không? Ở đây xe tuần tra nó chạy vòng vòng vậy mà tỷ lệ tội phạm vẫn cao dữ vậy ta? Xác suất phạm tội trung bình là 44%. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road Ờ, conditions. xe tuần tra bạn thấy không, xe Please tuần tra nó exercise quá caution trời if luôn, you là nó must đang chạy and khắp try to thành stay on phố the luôn streets để tuần until tra nè, conditions improve. This has been a mà local tỷ public lệ tội service phạm vẫn announcement. tăng. Second Moon Radio with your host, J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesterday. Tỷ lệ tội phạm mà. And on to our main feature story. Mình để The coi mình commercial district is nâng cái cảnh booming sát lên được as không. the area is attracting Cảnh sát mình more ở đây có văn high-end phòng hút stores, rồi, trụ sở cảnh bringing sát. the latest in Những trạm cảnh sát luxury lớn này có You can là now các cơ sở shop quản for lý designer mở shoes rộng, cơ while sở nhân sipping viên, a nhà tù, fancy một gara lớn, cái này mocha chắc chắn là charmer có tiền. or show my Trung wife tâm tattoo. các chi nhánh khác nhau được That's chính quyền good địa phương for hệ thống business hành chính hiệu and quả hơn, would giảm you lãi be suất beautiful? vay cũng Thanks, như Tim. hàng Good nhà back. như giá hàng nhập khẩu hả? Ôi cái này được We're quá nhờ. live and Giảm giá hàng on nhập to khẩu là có vẻ reports như about hợp traffic lý accidents nhất của thành phố mình bây somewhere giờ rồi in the đó. city. Road maintenance services have already been dispatched and Giảm traffic giá flow là có vẻ should như begin hợp lý nhất soon. rồi đó. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Tàu thứ chín này mình không biết nó nhiêu tiền phải không, mình sợ mở một cái là nó hơi bị nhiều quá. À, vậy được rồi, tỷ lệ tội phạm giảm còn trừ 8, quách đề trừ 8, hồi nãy là trừ 9, xây một cái trạm cảnh sát lên còn trừ 8. Cảnh sát làm ăn kiểu gì vậy? Ôi khu này cái trạm cảnh sát kế bên đây mà cái tỷ lệ tội phạm ở đây nó đỏ lét luôn. Xác suất phạm tội cao vậy đấy. Mua không hiểu được luôn á, cái trạm cảnh sát kế bên đây vậy mà nè, có là xe cảnh sát chạy vòng vòng đây nè, mà tỷ lệ phạm tội lại rất cao, dân số tăng rất ok luôn nè. Để coi mấy cái tòa nhà này nó có full người chưa, gần như là full người hết rồi đó, lại tăng lên. Mình sắp có tiền rồi bạn, mình sắp có tiền rồi, thị trấn lớn 600 điểm nữa, 600 điểm nữa là sẽ ok. Tỷ lệ tội phạm cao phải không? Không, bây giờ nếu mà tỷ lệ tội phạm cao như vậy thì giờ chúng ta chỉ có nước mà xây thêm mà trụ sở cảnh sát thôi, hoặc là tòa thị chính. Mình nghĩ là có thể phục vụ một khu vực lớn hơn. Mình còn 7 điểm nữa không? Mở hai cái luôn thì sao? Để coi mình sao, trụ sở cảnh sát là bao nhiêu tiền?
À, cái này là cái này, ôi dạ, từ từ nha, 2 triệu. Bây giờ tao còn 300.000 là lấy không? 2 triệu ở đâu ra? Hẳn là 2 triệu luôn à. Cái nhà này bị đổ rồi, đập lại, xây lại cái nhà khác. Hẳn là 2 triệu luôn bạn. Ôi 2 triệu ghê đấy. Nào nhanh đi, trời ơi, đẩy tao lên một cái thị trấn lớn. Ui da, cái này là cái móc lớn đó nha bạn. Đó, đỏ đỏ, ui da, dân số tăng lên rất ổn định luôn. Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Đó, dân số tăng lên rất ổn luôn. 5 triệu. Tỷ lệ tội phạm cao, thành phố bị một cái là tỷ lệ tội phạm nó cao quá thôi, chứ còn chưa có cái gì gọi là hết. Giáo dục cũng còn ok, chưa đủ tiền để xây một cái cao đẳng, nhưng mà tiểu học hơi ít, nhưng mà cũng được, ít ra nó cũng hành chính nè. Hành chính ở chỗ này nó hơi xa. Sức khỏe và hạnh phúc công dân nó hơi, ở đây nó hơi giảm, nhưng mà ở đây thì nó xanh. Ở đây nó xanh là cũng gọi là ok rồi. Kiểu cảnh sát là xe đi tuần vãi đái luôn á. Nhưng mà nó giảm bớt rồi nè bạn. Tụi nó khi mà cảnh sát đi tuần nhiều á thì khu này nó giảm bớt rồi, nó đã bớt đỏ rồi nè. Hồi nãy là mấy khu này đỏ lét, bây giờ nó đớt rồi, nó bớt rồi. Đâu để coi xe cảnh sát coi. Xe cảnh sát đâu, nhà đây. Ui chà, chiếc xe cảnh sát đẹp nha. Ui chà. Chiếc xe cảnh sát cũng ngầu quá chứ bộ, đâu có đùa bạn. Còn bao nhiêu điểm nữa vậy? 200 điểm nữa, 200-300 điểm nữa là đủ. Dân đang tăng nhanh mà, dân đang tăng rất nhanh. Mặc dù nhà mình đâu có đấu thèm xây đâu, nhưng mà dân đang tăng rất ổn luôn. Nhu cầu nhà cũng ok nữa. Mua sắm mấy khúc này thì mình đã xây hết rồi. Thường á, mấy cái tòa nhà cao cao á, nó sẽ mọc ra được mấy cái mua sắm xịn. Những cái khu mà nhà cao tầng như vậy thì nó sẽ có nhu cầu mua sắm ở gần gần đó. Nhiên liệu sinh học Pelican. Thằng này chứa được bao nhiêu? 3.600 tấn rồi không? Hàng hóa mà bạn thấy nó chứa đầy đủ hết luôn mà. Đồ ăn ha, đồ ăn, đồ uống gì. Đầy đủ hết. Nè, con này bắt đầu xe này chở gì đây? Xe tải dầu. À, xe tải dầu vô đây chắc là lấy đi ra. Vô đây là lấy đi ra, tại vì xe chở không có ký nào, không có ký lô nào mà. Thì vô đây là chắc là lấy đi ra thôi. Hàng tới đây nè, đó xe, ôi xe là xe cảnh sát mà. Còn có xe cảnh sát chạy xe. Cảnh sát chạy xe vậy chết mẹ rồi. Cảnh sát chạy xe vậy là ẩu rồi bạn ơi. Đây coi nó chở hàng kìa. Ngon kìa. Thằng này cái ống mà màu tím là gần như không có luôn bạn, khu vực văn phòng là không có luôn. Rồi còn nhanh đi, còn xíu điểm nữa thôi, trăm trăm mấy nữa là đủ rồi, chỉ cần dân tăng thêm chút nữa là ok rồi, có đủ tiền. Hy vọng là nó thưởng cho nhiều nhiều chút chứ bạn, coi cái mấy cái ống của mình đã không? Thành phố đang phát triển tốt. Trời ơi, cái đó, ôi thưởng cho 1.900.000. Nó lại chẳng thơm. Thưởng cho 1.900.000 thì lại chẳng thơm. Ôi tỷ lệ tội phạm còn có 6 thôi. Quá ngon. Trường cao đẳng này là bao nhiêu vậy? 7 xị. Quất cái trường cao đẳng cái.
không có vô đây thì lại không không vừa nó mới tục mới chứ. Ở đây đó, thêm vô 1000 điểm xây dựng liền. Ui, quốc phát lên 1000 điểm luôn hả? Đã vậy ta. À, cái trường này nó sẽ học sinh bây giờ mới vô là quốc thêm một đống học sinh rồi, 3-4 học sinh rồi, tỷ lệ bỏ học 1%, có 4 thằng thôi nhưng mà tỷ lệ bỏ học hết 1% rồi, hay đấy, cũng ghê đấy. Rồi phát triển đồ này kia, trung tâm tái chế này, tám xị đúng không, tái chế là mình có thể bán nguyên liệu tái chế nha. À, đơn vị tái chế rác thải là 56.000. Đó, mình sẽ cho cái này vô đây, nó sẽ tái chế rác rác ra chút xíu. Rác ra lưu trữ, tốc độ xử lý, hiệu quả. Ồ, ui da, rác thải lưu trữ mình đã mở rộng rồi đó. Tốc độ xử lý này tăng lên không nhiều nha. Ờ... 6 hiệu quả mới 83% thôi. Đây là nơi thu thập chất thải nguy hại, thu gom chất thải độc hại, cho phép xử lý rác thải với tốc độ nhanh hơn. Cái này là bao nhiêu nữa? Cái này là 30. À, dung lượng xử lý rác thải 1 tấn một tháng. 1 tấn một tháng. Thôi tao có cái khu trung tâm tái chế này được. À, ta nói rồi, cái khu đất này là khu đất mà mình dùng để gọi là xử lý rác mà bạn, khu đất rác của mình. Mẹ bây giờ xây đây không được, mới tục đi chứ. Không vừa. Khu này, mấy cái nhà xử lý rác này nó to quá. Dân đang tăng rất ổn luôn. Cái nhà này bây giờ to quá mà có cái đường nó xẻ qua đây nghe nó không thơm lắm nha. Khách hàng ở thành phố này bây giờ cũng được hơn đúng không? Khách hàng đang chờ hai người. Bây giờ tàu đây rồi, tàu đang chạy đúng không? Nè cái nào nó vừa qua mình tính toán hết mà nó qua cái thằng này mới tới. Đó, đi một vòng. Nếu thằng này quẹo cái, đúng rồi. 4.000 tấn rồi. Hay là xây xây cái di chuyển bằng cái kia ta, cái gì quên rồi, di chuyển bằng xe lửa mà người á, đây ga tàu hỏa thì nó cũng đi chung với thằng này thôi, nó cũng đi chung với thằng này thôi chứ không có gì. Nhưng mà ga tàu hỏa này mình sẽ có cái kia bằng gì, bốn đây. Được đấy, ở đây ngon quá bạn. À, tính ra đây ok đấy, quốc với ga tàu hỏa luôn. Cái này là đường 2 không đúng không? Đúng rồi. Đường 2 thì dễ rồi, 180 cái đã. Rồi. Ok chưa? Còn cái này sao? Ui cái này dễ mà. Mà cái khoan, nếu mà xây đây mai mốt đi cái đường này khó, mai mốt đi cái đường này hơi khó, mà gì đâu khó, thích thì mình làm một cái đường đi ra đây thôi, rồi mới vô đây nó tự chia đúng không? Rồi đó, nói vô rồi bắt đầu là giờ là thoải mái, bây giờ hay là mình phải có cái gì nữa không ta? Nhà để thêm tuyến đường sắt chở hàng, bây giờ tuyến đường sắt chở khách, ui chà. Tuyến đường sắt chở khách thì nó cũng thế thôi chứ gì. Thì nó cũng thế thôi.
2 tuyến. Rồi đâu nữa? Đây đâu có, hết rồi. Ủa, máy bay nè. Cái này là tuyến máy bay bạn. Bây giờ mình chỉ có 2 tuyến thôi. 2 tuyến thôi. Ok. Tàu. Máy bay hết rồi. Thì tàu hỏa xe lửa là chỉ có nhiêu đó thôi. Hy vọng là nó sẽ tăng thêm cho mình một số lượng người dân, nếu mà gọi là di chuyển đồ này kia đó. Thì thằng này sẽ ổn. Tuyến 1, tuyến 2, xe lửa đang chờ. Cái này hình như là nó đang bị gì đó. Cái này thằng này nó đang bị một cái gì đó. Không có phương tiện. Hiểu tại sao nó gọi là không có phương tiện. Có gì đâu thì tại vì đâu cái từ cái nhà xe này đâu có đi lên đây được. Đúng không? Mình phải xây một cái giống như là giống như này. Professor Hornbuckle. As a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my. Không, mình phải đổi lại thành đường 2 luôn. There now, my good fellow. Chin up. Như vậy là được. Như vậy là được, tại vì thằng này nó bắt đầu có phương tiện, nó chạy lên đây xong rồi cái thằng này mới chạy đi được. Here's a tune just for you and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. And on to our main tàu khách trên đường. Đường nào? The commercial district is booming. À đây rồi. Ôi à. Ôi à, tàu chở khách tới. Ồ, ngon quá nhờ. À, thì ra là vậy. Nhưng mà tàu chở khách thì nó lại có hai đầu á, đầu kéo đầu này đi thì nó hợp lý rồi. Ôi thằng này tới nữa, cũng không có khách nào luôn. Nhưng mà hình như cái đường này nó hơi đông. Đường này nó hơi đông. Tàu chở hàng với lại tàu chở khách đi chung. Cho nên nó hơi đông thì phải chịu thôi chứ sao giờ. Không sao, tại vì khi mà mình đi cái này á, thì nó sẽ chở khách về đó. Gì đây? À, vô đây. Vô đây để bảo dưỡng hay là gì đó. Kiểu vậy đó, con này đi ra. Chọc. Mình vẽ cái đường ray mà thấy không? À, một đường ray, một là nó là hoàn hảo luôn mà. Rồi cái nói chung là mấy cái khu nhà này nó cũng cũng có đây, cái này là mật độ cao nha bạn. Mật độ cao nha. Ui da. Rồi còn cái này là dầu. Dầu thì bây giờ chúng ta chưa có dầu ở đây. À đây có dầu ở đây. Mà tuốt lúa ở đây hoặc là ở chỗ này. Chúng ta có thể khai thác dầu ngay chỗ này. Từ từ nha. 1 2 3. Được chưa? Để mình coi natural coi. Được, cứ dầu ngay chỗ này khá ổn đó chứ. Nhưng mà bạn ở đây nó hơi khó chịu chút xíu, mình sang phẳng lại luôn. Đó, mình sang phẳng lại luôn. À, khu lấy dầu của tao mà mày đâu có thể nào mà làm theo kiểu giống như là bình thường được. Đó, ok, dầu ở đây. À, nhưng mà bây giờ muốn cho đường đi tới chỗ này cũng cực các bạn, tại vì ở đây có đường xe lửa rồi đường tùm lum hết. Nói chung là cũng cực ấy, tại vì rồi đường điện nữa, trời ơi, nhiều thứ quá. Đó coi dầu, khu dầu này ok không? Ok, nó nằm ở trọn ngay chỗ này rồi. Trọn ngay chỗ này luôn, được. Chọn ngay chỗ này thì bây giờ trước tiên là chúng ta vẽ đường trước cái đã. À, chúng ta vẽ đường trước cái đã. Vẽ sao cho nó đẹp ta. Vẽ sao mà nó ít có kêu bằng chạm vô cái dầu á. Cũng coi như ok đi. Mất khúc bên đây.
mất khúc bên đó. Từ từ để đây, để mình nè, để mình vẽ ở đây chỗ này. À, mình bao lại như vậy thì nó sẽ đỡ cái mà gọi là mất khúc ngay chỗ đó, đúng chưa? Đó, nó đỡ. Còn mình sẽ vẽ những cái ô nhỏ nhỏ bên trong đây để mình cho cái gọi là khai thác dầu ở trong đó. Ok chưa? Nhưng mà đường vô đây là cái đường gì mới là vấn đề. Không sao hết, mình có thể vẽ đường cao tốc một mình nó chỗ này cũng được. Mình sẽ vẽ đường cao tốc ra đây. Rồi, để suy nghĩ cái nè. Rồi, để coi. Bây giờ nói nói đường sao cái đã. Bây giờ quan trọng là cái việc nói đường nè. Để mình coi có cái có cái móc nào mà nó cho mình cái một cái gợi ý nào không ta. Mình cần phải có một cái một cái gợi ý gì đó. Mình nghĩ là cái nó đơn giản như là cái này nghe vẻ ok nè. Nó đơn giản như cái này là ok nè. Nhưng mà cái này là tới 2 chiều lận. Mở đất thêm một ô kế bên nè. Nó cái đây. You're listening to second move. Trời, 52.000 mẹ ơi. Hơi tốn nhiều tiền đấy bồ. Hơi tốn nhiều tiền đấy, nhưng mà thôi không sao. Sẵn tiện mai mốt làm cái gì quên rồi. Cái lâm nghiệp ở đây luôn. Đào cái đó ở đây luôn. Quay ra vậy đúng không ta? My dear. Vậy là xe lửa thì mình tính sao? Xe lửa thì dễ, xe lửa thì mình chỉ cần cho nó bay qua là được đúng không? Phải cỡ này mới được. Tung lúc ở dưới đây này. Rồi ok. Rồi còn đường điện nữa. Tháo dỡ hết mấy cái thằng này đi. Đường sắt là cũng tháo đi luôn. Professor Hornbuckle. Rồi. As a traveler from my homeland. Cái đó là cái nào ta? Mình nghĩ cái này là hợp lý nhất rồi đó. Cái này là hợp lý nhất với lại cái mình đang dùng. My good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some must. Good, từ. Rồi, trước tiên là nói đường lại cái đã. Rồi, chúng ta nói đường lại cái. Ok. More local news today. The tourism board just released their latest figures, and somehow the number of visitors to the region fell by over 20% last season. Well, that's fine by me, Jim. I just love it here. Maybe we'll keep it our little secret. I like the sound of that, Glenda. Okay. Ok. Ui. Nó hơi ấy. Từ từ. Nó hơi ấy chút xíu, mình phải vẽ cái đường cho nó hơi cong chút xíu nó mới đẹp. Ok, được đấy. Rồi rồi cái đường này là đường mấy làng vậy? Ôi dạ, đường 6. Đường 6 nha bạn. Ôi cha, chết cha. Quên coi cái đường này. Đường 6. 180 độ nha bạn. Nhớ nha, 180 độ chứ. Rồi, vô đây. Sao cho nó hợp lý à? Kéo này. Bằng xéo lên đây, qua đây chút cũng được. Ok, không sao hết. Rồi mình giờ đường 6 rồi không? Vô đây mình sẽ làm cái vòng xoay. Một vòng xoay, đó, nhỏ thôi. Rồi mình làm một cái đường 4. Ok, làm cái đường 4. Đó. Làm cái đường 4, xong rồi mình đẩy thằng này lên đây thành cái đường 2. Ok.
Rồi, cái thằng này xém xuống đây. Ok chưa? Đó, ít ra nó cũng được đúng không? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tới. Tiếp là nói đường xe lửa. Kéo thằng này dài lên chút xíu đi. Thằng này là đường đường 6 đúng không? Đường 6. Dài lên chút. 180 nha bạn. Rồi. Đường điện thì dễ rồi. Đường điện thì qua cái 1. Đường điện thì qua cái 1 thôi. Đường điện ôi tính ra đường điện không ăn thua, không ăn nhầm vẫn còn ok vậy về đường sắt, đúng không? Đường sắt chúng ta sẽ có đường 2 này. Ok, ta để vô đây. Mình sẽ từ đây mình cho nó lên. Lên đây đây thôi. Ok, rồi. Ok chưa? Trời ơi, có gì đâu. Ba cái này đơn giản á mà. Hơi xấu nha. Từ từ. Đường sắt trước tiên là mình kéo vào cái đường thẳng trước. Rồi kéo vào cái đường thẳng trước xong là một cái đường eo. Đường eo này là có cái đường này nó mới đẹp. Ok chưa? Được liền cái gì đúng không? Rồi, xong bây giờ chúng ta chỉ đầu tư khu dầu của chúng ta thôi. Còn cái đường này sao? Cái đường này 21 mình cho nó bay qua cái đường cao tốc luôn. Bay qua đường cao tốc, đâm qua đây luôn, mở thêm khu dân ngay chỗ này nữa. Nói gì nữa bạn đúng không? Quá tuyệt vời. Rồi. Bây giờ từ khu này mình sẽ đâm ra một khu 90 trước. Đâm ra một khu 90 trước. Rồi 90, thằng này với thằng này sẽ nối lại. Ok chưa? Rồi đâm qua đây 90. Ok. Đâm full ra đây luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ là cái mới là cái bước quan trọng nè. Dễ tới đâu rồi trời. Ủa? Cũng được lắm chứ bộ, đi dọc bờ gọi là vậy cũng ok rồi, thêm đường 2 vô, đường 2 này thì cứ đâm thẳng ra đây cho tao. Đúng rồi, đâm vô đây luôn. Rồi để coi khu này sao. Khu này sao nhỉ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai khu dầu. Một khu là ngay chỗ này chúng ta vòng xoay nhẹ nhẹ đâm ra đây. Lên trên đây cũng được, ra đây hình vuông thôi, hình vuông thôi đúng không? Ừ. Ok. Hồi cần công á thì nó không cho công. Mà cần thẳng thì nó lại bắt công mới chịu. Ok. Gì đây? Xéo xẹo vậy? Rồi để coi khu dầu nó nằm trọn trong đây chưa? Trọn liền chứ, trọn liền. Ừ, trọn đời bên em liền. Rồi ok, dầu vô đây. Đó, dầu vô đây, mình cho vô đây trước. Một dầu.
hai dầu. Ok chưa? Nó hai khu dầu liền. Nó có hai khu dầu này nó hoạt động bao nhiêu đây? Tòa nhà này trống, có sẵn để thuê, có được phất thuê. Mọc lên. Đó, khu này là khu dầu của mình nha. À, thiếu điện, thiếu nước bạn ơi, từ từ. Bạn biết sao? Tại vì điện á, với nước á, nó không có đi đường cao tốc. À, nó đi đường này. Cho nên bây giờ chúng ta phải vẽ đường điện với đường nước riêng cho thằng này. Ok, không sao. Từ đây ta đâm ra đó được. Rồi, đường nước xong. À, ông xã nữa. Ở sao mình nãy mình không đi hai cái luôn ta? Đúng rồi, đi hai cái luôn. Gì đây? Rồi ok. Khúc này nó có một khúc nhỏ xíu ở chỗ này nè. Đó, chúng ta phải đặt vô cho nó đúng rồi. Điện. Điện thì mình có thể đi âm được bình thường. Gì nè, à nằm ngoài thành phố hả? Điện mình có ở đây sẵn nè. Đi qua đây cái là xong cái gì. Cái điện này, à cái điện là điện cao thế. Bạn muốn dùng cái điện cao thế này à? À không, mình có đường điện nhỏ dưới mà. À nó đi đường điện này là đường điện xe lửa. Ok được đấy. Giờ sao ta? Đường điện xe lửa này thì nó lại không nối vô đường điện được. Má tục dữ vậy trời. À, đường điện xe lửa này thì nó không nối vô đường điện thường được. Mà nó sẽ là đi đường điện xe lửa riêng đó. Đường điện ngon này là đường điện cao thế. Mình đang bán điện ra cho bên ngoài đó, đường điện cao thế. Thì mình muốn sử dụng là mình phải sử dụng cái này. Trạm biến áp 30 đồng nữa để sử dụng cái đường điện này xuống. À, căng. Hay là nói mẹ điện trong đây ra đi cho nó. Chồng chéo cắt một gì. Ây da, quên nữa. À, cái này nó có cái đường này nó mình không thể xây cao lên được. Oh shit. Chết tôi thiệt. Cái này là phải xây trạm biến áp rồi. Phải xây trạm biến áp ngay chỗ này. Rồi nó. Rồi có điện đúng không? Có điện, có nước chưa? Nước đầy đủ không? Gì nữa nhỉ? Cống bị tắt. Why the cống bị tắt? Ủa? Nước thải. Ủa? Why? Mình đây đẩy qua đây là nó vô rồi mà ta, đúng không? Nè, qua đây là nó cũng vô cái ống này rồi mà sao lại cống tắt nha. Đù lạ thiệt. Ủa sao lại cống bị tắt nha, từ từ. Có vấn đề. Có vấn đề gì đó. Cống màu vàng này. Ủa, là sao?
Nước thì bơm ra được rồi đó, nhưng mà cống mà lại bơm ngược về không được. Shit. Ủa? Ủa sao cái cống bị tắt nha? Từ từ. Mình xây ra đây đủ đúng chưa ta? Đúng rồi mà. Nó nói lại đây hết rồi. Điện có rồi luôn nè. Ờ. Cái ống nước này ống nước này lạ quá. Cống tắt là sao? Cống nào tắt? Mình cho đi hết rồi mà ta. That was truly superfluous. Masterful counterpart. Hay là phải xả nước ra chỗ này, xả nước ra này coi chừng hút nước ra chỗ này nó ô nhiễm. And on to our main feature story. Hơi toan nha. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end. Sao để tao. Bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local jar. Rồi vậy thôi, tao xây thêm một cái máy ống xả nước nữa. Tạm bơm này nơi xả thải. Thanks, Jim. We'll be back after this. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire. Ủa sao ông xả thải ra đi? Ta cho nước đây rồi nè. Cho xả thải đây luôn rồi nè. Ủa sao không chảy ra nhờ? Tinh chế hóa học. Cái này lạ nha. Cái này lỗi game à. Ủa sao lại cống tắc được? Là sao nhờ? Ủa? Kỳ vậy? Shit. Là sao ta? Mình chưa hiểu nha, cái này mình chưa hiểu nha. Trạm bơm nước ngầm lấy lớp nước từ lớp đất cung cấp đến thành phố qua đường ống nước nâng cấp có thể bơm. Còn cái thằng này thì xả nước thì đúng rồi. Nhưng mà chạy qua đây thì nó lại không chạy. Nó không chạy. Vấn đề là cái gì? Vấn đề là cái gì? Vấn đề là cái gì nha? Vấn đề hình như là cái đường ống này nè. Vấn đề hình như là cái đường ống này thôi. Được rồi, để tao. Đây là cái đường ống này hả? Hình dạng không hợp lệ. Là sao? Hình dạng không hợp lệ. Lạ lùng. Từ vậy thôi, tao dời cái bên đây qua. Thằng này thì dời qua đây cho tao. Thank you.
À, nói vô được rồi. Thiếu nước nhưng mà thải được rồi. Bây giờ chỉ nói ống nước thôi. Ống nước thì nói qua đây được. Ờ, nhưng mà ống thải thì nói qua sông không được. Ồ, lạ nha. Ồ, cái này chưa hiểu. Cái này thì mình phải nghiên cứu thêm về vấn đề này nè. Chắc chắn chúng ta phải nghiên cứu thêm vấn đề này nè. Đột nhiên cái mình cái ống thải này nó lại không thải được nước. Là sao nhờ? Lạ đấy. Lạ đấy, nhưng mà bây giờ thải được rồi. À, bây giờ thải được rồi thì tiếp tục hoạt động thôi. Cái này là gì? Giảm lượng ô nhiễm trong nước khi được xả ra môi trường. Bể lặn. Tỷ lệ giải nước thải 10%, ô nhiễm thấp. Ok. Này dân đang giảm. Có dầu à, thành phố mình bắt đầu có dầu rồi. Có dầu thì sao là sản xuất mình coi coi. À, dầu đây, đây dầu đang có 50 tấn mỗi tháng. Chúng ta chưa có 50 tấn mỗi tháng nha bạn. Được. Hai khu này thôi mà thu được dầu nhiều dữ vậy đó hả? Mình cứ tưởng là ít ít, ai về đâu nhiều nha. Rồi 50 tấn là nó dữ dằn á bạn ơi. À, dầu mà tính ra vậy là nhiều quá. Ồ, đại gia đó bạn, chẳng đùa đâu. Đó, thấy chưa? Sắp sắp vậy chứ, nếu mà cần thiết thì chúng ta vẫn có thể vẽ được những cái con đường rất là đẹp ở chỗ này. Khu dầu mà khu xả thải mình hút nước ngay đây thì mốt mình có thể hút nước ở chỗ khác cũng được, không sao. Nó tăng dân số lên cũng được. Rồi ta xây trường đại học rồi mà sau tuổi này nghe nó cứ bị sập hoài ta. Công ty phá sản. Ôi 5.000 tấn rồi, đang lỗ 9.000. cháy anh trai ơi, sẽ cứu quả đâu đây rồi, sẽ quả tới rồi. Cháy. Rồi cháy, bà này đứng đây làm gì, chữa cháy đi. Sẽ cứu quả đang chữa. Cháy chưa? Cháy rồi. Ừ, hết cháy rồi. Ngon, ngon liền. Khu dầu gì đâu mà mỏ dầu nó có nhiêu đây vậy ta? À, nhân viên đang hơi thấp. Ui, không có xe gì nè bạn. Xe này là xe gì á? À, xe này là xe lắp ráp mấy cái trạm bơm. Ồ, máy khoan đá. Ồ, ghê không? Xe xịn vãi. Ồ, cái này là trạm bơm to nè, cái này là mấy cái trạm bơm nhỏ nhỏ nè. À, đang nghiên cứu hút dầu lên bạn thấy không? Rồi, hút lên đi em. Gì nhỉ? Không có phương tiện nào sẵn có, hãy xem xét xây thêm các hầm để truy cập vào một lượng lớn như phương tiện hơn. Hầm gì nữa là sao? Sao lại không có xe lửa vậy? Nên xe lửa đang chạy về đây. Tàu chở khách nè. Đó, từ đây đi ra là xong chứ gì. 2 hành khách. Rồi 8.500 rồi, 8.500 dân rồi cũng nhiều rồi đó. Khu này chờ nó mọc thêm nhiều cái rồi đó. Xe nó mà thấy xe không? Xe nó bắt đầu tới nó khoan. Ui da, cái gì mà nó đỏ dữ, đẹp dữ vậy? Ngầu nhờ, ngầu đét. Ngầu đét luôn á chứ. Ok.
dịch vụ xuất khẩu của mình đang giảm tại vì điện hơi giảm á. Giao thông. Cái này là công viên về giải trí giảm 50% rồi đó, nhưng mà nó vẫn lỗ. Dầu đang có 36.600 tấn mỗi tháng bán đi rồi đó, xuất khẩu thôi. Bây giờ mình đóng thêm vài khu dân chứ nhờ. Màu đỏ là sao? Phù hợp với khu dân là thấp. Ở đây sao thấp dữ vậy? Ở đây là hơi thấp nha. Ở đây lại ôi nhưng mà cái này lại cao. Còn cái này thì nó không chịu. Ở cái này thì ok. Này là mật độ cao. Mật độ cao xây tầm giỏi lắm, chắc phải 2 căn là xong rồi. 2 căn là ứ hự. Mật độ cao nè, đó mình sẽ coi cái mật độ cao nó tuột cỡ nào. Các bạn thấy nó tuột không? Mới xây có một lốc thì thôi đó mà nó tuột dù mất tiêu hết trơn. Nó mất hết luôn mà, mất hết ống luôn các bạn. Ghê không? Có một khu nhà ngay chỗ đó thôi mà nó làm cái ruột mất tiêu luôn. Cái gì đó nhỉ? Thiếu nhân công mà. Thiếu nhân công thì thiếu thôi. Đó. Để coi ô nhiễm thì sao nhỉ? Ô nhiễm thì e nó đi hướng này, mình xây nhà khu này là ok rồi. Ô nhiễm nó đi hướng kia bạn ạ. Pollution oil cũng được, tiếng ồn cũng ok. Ish. Ngon. Khu này để xây thêm cho nó mọc lên mấy khu dân ngay chỗ này để nó có nó phục vụ mấy cái thằng thêm dân đi làm ngay chỗ đó. Hồi nãy dân tăng rất là ngon, bây giờ dân tăng nó ít lại nè. Hồi nãy dân tăng ngon lắm nha, đột nhiên bây giờ cái nó ít lại. Rồi còn cái này là mật độ trung bình đúng không? Mật độ trung bình thì nhiều cái. Đây nè, cái này hoặc là cái này. Mật độ trung bình. Đúng rồi. Giỏi lắm thì nhiêu đây thôi hết ống. Mất sạch ống đó liền. Thấy không? Mình nói rồi. Chạy giỏi lắm nhiêu đó hết ống. Ui. A đù hèn chi nó ít, nó rút hết là đúng rồi. Một tòa nhà về 140 gia đình. Sự giàu có trung bình của hộ gia đình nghèo khá giả, giàu có khá giả được. Khu này làm cho khu cao ốc ở đây cũng ngon nha, hợp lý đấy. Xe cộ đang bảo dưỡng. Dân tăng nhanh không? Dân tăng cũng chậm. Tiền lỗ 10.000. Trời ơi coi. Thành phố mắc lỗ. Thành phố mắc lỗ luôn á chứ không đùa. Khúc này thì nói chung là không có gì ngon, khúc này là ngon thôi. Xây dựng mấy cái tòa cao ốc này, mình xây mấy cái này lên cũng được, hoặc là cực độ kinh doanh mật độ cao này cũng được. Thị trấn chính, thị trấn tuyệt vời là chúng ta sẽ mở được. Cái này là mình mở được cái khu thương mại mật độ cao. Bây giờ nói chung là mình không có dám xây thêm mẹ không, mình cứ chờ đấy, mình cứ chờ từ từ cho nó đầy hết cái thành phố mình ra rồi mình mới xây thêm được. Bây giờ mình xây thêm được khu này làm kinh tế, chứ chắc là bây giờ là mình phải xây thêm khu công nghiệp thôi. Mình xây thêm một khu công nghiệp ở đâu đó. Khu này thì không dám xây khu công nghiệp rồi. Khu này thì không dám xây khu công nghiệp rồi, tại khu này là khu lâm nghiệp của mình mà. Lâm nghiệp chặt gỗ mà đâu có dám xây cái gì đâu. Còn khu công nghiệp thì mình phải xây dưới hướng gió là phía này nè. Phía này là khu công nghiệp là được.
chứ còn khu công nghiệp ở đây là hết rồi. Ừ, hết rồi. Còn không thì chúng ta phải mở rộng ra đây nữa, xây khu công nghiệp ở đây. Ừ, được thôi, có gì đâu hả? Về đây. Muốn bao nhiêu không có. This has been a local public service announcement. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city. Cái này nó xéo xéo, giờ khó chịu. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. Nó xéo xéo, khó chịu. This has been a local public service announcement. You're tuned in to Second Moon, the channel where the classics never grow old. Để lỡ xây khu dân ở chỗ này, cái bây giờ ở dưới đây là chắc là chúng ta làm khu công nghiệp, tại vì nó ở dưới đây dưới hướng gió mà, hướng gió là đâu có xây khu dân được nữa, phải xây khu công nghiệp ở đây thôi. Rồi, khu công nghiệp lên. More local news today. The tourism board just released their latest figures. Tuột nhanh vãi. Tuột nhanh vãi đái luôn chứ. Well, that's fine by me, Jim. I just love it here. Maybe we'll keep it. Rồi, trường học bây giờ là có 200 mấy học sinh rồi. Này 100 mấy. Trường tiểu học là lúc nào cũng full. Trường tiểu học lúc nào cũng full. Còn cái gì nữa? Nhà Mỹ kết hợp này là mật độ cao nhưng mà nhà ở giá rẻ. Tòa nhà chung cư lớn với căn hộ nhỏ giá mỗi tháng phải chăng mức thuế thấp hấp dẫn đến thu nhập hơn. Ôi cũng ghê. Đó. Cái nhà này thấy vậy chứ nó vô đầy hết bạn, vô đầy hết luôn mà. Đó, 45 căn là 46 căn là đầy hết, mấy này là đầy hết trơn. Thằng này thì đang bắt đầu đầy. Tại khu này là xây nhiêu đây đủ rồi, không có xây cần phải xây nhiều đâu. Nó đầy là ok rồi. Chờ tụi nó làm thêm đó, dân cư rồi phải không? Nó xanh liền, hạnh phúc tăng là dân cư nó tăng rất là nhanh. Nhưng mà chỉ có tiền giảm thôi. Tiền của thành phố đang lỗ. Tiền của thành phố đang lỗ sặc máu luôn. Kẹt xe thành phố bây giờ dễ gì kẹt xe đâu bạn. Thành phố của mình bây giờ tỷ lệ kẹt xe chắc là bằng không của mẹ luôn. Đường nó khả dụng đổ xe à, đổ xe cũng ít, bãi đổ xe khá ít. Rồi cái này là sao, giao thông rất ok luôn. Một số chỗ có hơi đỏ chút xíu, nhưng mà bao nhiêu phần trăm này nó không hiện. Khoảng cái này nó khoảng hơn 70% chút. Điện còn ok, nước giao dịch nước hả, không có, nhưng mà xử lý nước thải ok, nhưng mà cái khả năng hút nước của mình đang hơi thấp. Rồi tiếp tục rồi tăng lên rồi 230 mấy người một giờ luôn rồi. Ghê không? Dân số tăng rất là nhanh. Miễn là dân số tăng nhanh là bạn đang làm đúng rồi. Dân số tăng là bạn đang làm rất ok rồi. Bạn cứ chờ đi, rồi nó sẽ tăng thêm nữa cho bạn coi. Bạn đang làm đúng rồi. Dân số tăng là chắc chắn là mai mốt bạn sẽ có một cái lực lượng lao động dồi dào để bạn kiếm được tiền. Chắc chắn như vậy rồi. Phải thống nhất với nhau là như vậy. Này là gì, kim loại và thép, máy móc đúng không? Chăn nuôi đồ này kia, ok. Phí dịch vụ xuất khẩu này là, dịch vụ xuất khẩu này là cũng cơ bản là tệ. Trợ cấp chính phủ khá cao, phí dịch vụ này cũng ngon nè. Phí đổ xe, phí dịch vụ điện, phí nước, phí dịch vụ rác. Ủa rác thải không có đồng nào hả? Why? Ủa xử lý rác mà vậy mà không có đồng nào hàng tháng hả? Kỳ vậy? Dịch vụ đó, rác, quản lý rác thải, các khoản phí, công dân và công ty phải trả phí khi sử dụng các dịch vụ của thị trấn. Phí này đền bù một phần chi phí của duy trì dịch vụ. Why? Tại sao cái này là không có thu? Từ từ để mình coi cái trong cái luật cái thành phố nó có thu rác không? Cộng nhận thức về tiêu thụ năng lượng, người dân được khuyến cáo chú ý đến việc sử dụng thiết bị điện tử của họ tiêu thụ lên 5%. Tái chế, khuyến khích người dân trong khu vực tái chế, điều này sẽ làm giảm lượng tài nguyên sử dụng nhưng giảm thời gian tự do. Là sao nhỉ? Hộ gia đình,
Ủa sao cái thành phố này rác không lấy tiền vậy bồ? Ờ, cái thành phố gì mà rác không lấy tiền là sao? Vậy là không được rồi. Rác mà không lấy tiền là thua rồi. Ừ, hèn chi sao thành phố nó lỗ dữ vậy nè, bây giờ nó đầy nữa nè. Bây giờ bắt đầu nó đầy nữa nè, bây giờ làm sao đây? Ừ, bây giờ đầy thì giờ chỉ có mở rộng ra thôi chứ giờ làm sao? Đây là giờ chỉ có mở rộng ra vậy thôi chứ làm sao nữa. Đó. Mở rộng rác ra. Cứ bây giờ đâu có tiền đâu xây mới, hoặc là xây mấy cái xử lý rác rồi kia đâu. Sắp tới chắc là xây đốt rác để lấy điện là vừa. 9.000 dân rồi này, nó bắt đầu là đỏ nhà bắt đầu mọc mọc sang sát lên. 28 căn 59. Ok. Bây giờ bạn coi nè, đó bắt đầu nó xanh nè. Tại sao? Khu này nó sẽ làm cho cái khu mà mua sắm của mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Ngon đấy chứ. Ngon đấy. Kệ nó. Nó tăng lên khu mua sắm như vậy, mình xây khu mua sắm vô thì mình sẽ chắc chắn là cái khu này nó sẽ có người mua. À, thấy chưa? Nè, còn có 7.001 thôi. Nè, đang lời. Tiền bắt đầu đang nhiều. Dân cư thì tăng nhanh, dân cư tăng nhanh là một là sao phí nhà ở tăng nè, phí nhà ở tăng nè, xong rồi mua sắm nhiều nữa cho nên là nó rất là ok luôn, đó thấy không? Xây ở đây nó dễ lên 3 sao kìa. Phí điện 4, phí nước trừ không đủ nhân viên trừ chất lượng mạng internet hình như là ở đây. Bưu điện, cái này là cột sóng radio. Cột sóng radio cái này chi phí duy trì hàng tháng nó có này thôi. Rồi cái này là trạng trại máy chủ, nó chi phí duy trì hàng tháng nhưng mà công suất mạng nó sẽ nhiều hơn, tiếng ồn cũng cao hơn nữa. À căng nhờ. Ồ, căng đấy. Ồ, khu này mới ở mình xây có một cái tháp ngay chỗ này thôi, đa phần là cái khu đó mới có mạng thôi, còn khu này thì không có mạng. Thì tao xây ngay đây một khu nữa. Đó, ngon lành. Đâu, giải quyết được vấn đề không? Mạng nó có khỏe hơn không? Mạng nó có khỏe hơn không nhỉ? Xanh lên chứ nhỉ? Ủa sao chậm dữ vậy? Xanh lên đi, mạng xịn mà. Mạng mẻo đồ xịn lắm mà sao kỳ vậy? Từ từ. Cơ sở sắp xếp bưu điện, trang trại máy chủ, tháp viễn thông. Tháp viễn thông cung cấp một loại dịch vụ viễn thông từ truyền hình liên tục. Liên lục gì? Liên lục địa tới mạng di động xa cực, tăng cường năng lực mạng của thành phố, mở khóa luôn. Ok, tháp viễn thông. Damn. Quất một cái ngay chỗ này nghĩa là nó nguyên thành phố luôn rồi. Được, quất một cái ngay này là nó thành phố mà nó ngon lành liền mà. Rồi đóng liền một cái chơi nha. Xanh lè luôn á. Ok, nhưng mà nó cũng có khu vực nhất định chứ không phải muốn xây đâu xây nha bồ. Một triệu ở đâu má, một triệu đó nha bồ. Một triệu lận đó. Từ từ, một triệu thì phải xem lại. Một triệu phải xem lại nha, xây cái hết tiền luôn hả? Không được, một triệu phải xem lại. Phải như được 100.000 á thì chúng ta còn có suy xét chứ, còn một triệu à khoan. Một triệu khoan liền. Dừng lại đó. Đứng lại đó. Tự nhiên nhìn thấy giá 1 triệu cái nó khựng ngang. Nhìn thấy giá 1 triệu cái nó hừa liền. Nhây liền. Tự nhiên thấy 1 triệu cái ớn ờn liền bạn. Căng liền. Úi chà. Vài trăm tao còn suy nghĩ lại chứ 1 triệu là khoan đã.
Hình như hơi quá rồi. Đây chúng ta có một cái khu công công vòng vòng vậy nữa, bạn thấy không? Nhưng mà bạn coi nè, xanh lè nha bạn, xanh lè xanh lét luôn nha. Nếu mà để vô cái khu đó thì sẽ rất là ngon, bán hàng ngay chỗ đó là sẽ rất là tuyệt vời luôn. Ồ, đúng không? Nhưng mà trước tiên là chúng ta đóng ở đây một cái nhà cao tầng cái đã, đó đóng một cái, tại vì nhu cầu đang khá cao, mà dân số cũng đang tăng rất là nhanh nữa, cho nên là quyết định đóng vô đây một cái. Ui nhưng mà là coi à, cái tháp kìa. Damn. Từ từ chụp hình này lại liền, chụp hình lại liền. Đột nhiên tôi thấy một cái gì đó, một hiện tượng lạ, một cái cần cẩu. Ô cần cẩu này, cần cẩu này hươu cao cẩu à. Cần cẩu hươu cao cẩu. Wow. Gần gần lại chút em ơi. Rồi bây giờ khu này bây giờ bãi giữ xe à, khu này phải có bãi giữ xe, không có bãi giữ xe thì chết 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 tiệt luôn mà. Phải có bãi giữ xe, bây giờ chúng ta xây bãi giữ xe như thế nào cho nó hợp lý, như vậy. Được nhỉ. Hay là đóng mấy cái bãi giữ xe nhỏ nhỏ chỗ này ta. Từ từ để mình coi coi. Không, cái này không nhỏ lắm. Cái này mém được. À, cũng không mém lắm. Này bự rồi. Cái này thì nhỏ quá. Để coi cái bãi giữ xe này nằm đây được. Ui chà, cũng khá ngon. Nó bị dư chút xíu. Đóng bao nhiêu xe ngay đây đi. Đúng rồi. Rồi mình sẽ tô quận mình tăng cái tiền giữ xe lên. Quận này thì quận này làm ơn xem xét lại khúc này thôi. Xích qua đây một chút cho nó vui nhất chút nữa luôn rồi. Rồi. Mình sẽ một cái quận qua này là một cái quận nó khác. Phí đổ xe chắc chắn là giống như cái kia rồi, mình phí đổ xe mình sẽ tăng lên khoảng 35 tiền. Rồi đổ xe trong đây mình sẽ tăng lên 25 tiền. Đó, thấy chưa? Tăng thêm thu nhập cho thành phố. Nó tòa nhà xây lên ghê không? Mọc đùng đùng mà. Wow, vậy mới được chứ. Tại sao tự nhiên nó giảm vậy? Độ hạnh phúc của dân hơi cao, bảo hiểm y tế không đáng tin cậy, phí nước cao, tỷ lệ tội phạm trừ 1. Tỷ lệ tội phạm trừ 1 là ok đó. Gọi là vừa vừa niêm. Đó, thằng nào đổ xe ngoài đường là bố mày lấy mắt lắm. Thu thu thuế thêm mà thu thuế thêm thu nhập là rất ok luôn. Thương mại dịch vụ gì đó, thu nhập đang khoảng 1 triệu, khá ngon. Ôi dạ, đường lời nè bạn, đường phí lời nè, các khoản phí đường, ui chà, 26.000. Nhìn lại chẳng ngon đúng không? Phí dịch vụ điện mình tăng lên hai 120%. Chăm sóc y tế, quản lý rác thải này đang giảm hết. Cảnh sát đang 100 mà, cảnh sát đang 100 thôi kệ cũng được. Giảm xuống còn 90 thôi. Bớt lượng tiền kha khá. Giao thông các khoản phí, chi phí bảo dưỡng tài nguyên nó tới 180 mà thu được có 1.000.
Chi phí bảo dưỡng của cái đường giao thông này kia 180 ngàn, 118 ngàn mà thu được, ai da, đụng xe rồi bạn ơi. Ôi, cháy xe luôn à. Cháy xe luôn, ôi, cảnh sát đâu nhờ. Cảnh sát ơi, cháy xe rồi. Đụng cháy xe luôn à, wow. Không hiểu sao đụng mà nó văng ra tới đây luôn bạn, ghê thiệt. Công an đang tới thì sao đó, mình nghe tiếng hú hú đâu rồi. Chờ công an tới cháy mẹ nó hết rồi. Cả nói chung là cảnh sát cũng tới hơi trễ, tới hơi chậm. Đang cháy quá trời nè. As the area is attracting more high-end stores, bringing the latest. Rồi cháy khói, không thấy gì luôn. Xe cháy nè, ôi trời, xe cháy. Ôi xe cháy rồi, cháy lan mấy xe khác nữa. Này cứu quả tới, cứu quả tới, cứu quả tới, xong rồi cảnh sát tới rồi mới giải quyết vấn đề nha bạn. Cứu quả tới, xong rồi cảnh sát tới thì mới xe đi, còn cứu quả là chỉ chữa cháy thôi. Cảnh sát đâu? Ồ, cảnh sát đâu? À, ôi, cảnh sát đang giải quyết xe ở đây. Lại một đụng xe một đây ở đây nữa. Ồ, nhiều xe, nhiều chỗ xe đụng quá. Thằng này, cảnh sát đang ở đây để giải quyết vụ này. Ừ, để giải quyết vụ này, đang giải quyết bảo vệ hiện trường tai nạn. Ôi, ghê không? Bảo vệ hiện trường tai nạn. Nghe căng vậy. Rồi xe hơi ít cảnh sát. Ừ. Thành phố mình nói chung là cũng còn ít cảnh sát lắm. Mình chưa có được nhiều cảnh sát á. Ok. Đây rồi, xe này là xe bảo trì đường. Bảo trì đường đang bị kẹt. À. Như vậy là không phải là cảnh sát nhưng mà là xe bảo trì đường tới. Nó sẽ dọn tụi kia đi. Ừ, được đấy, được đấy, được đấy. Rồi bắt đầu nó mọc thêm rất là nhiều cái đào, phải không? À, nó mọc lên rất nhiều cái đào, mấy cái đào to to này nè. Là đào lên được rất nhiều dầu luôn. Để coi dịch vụ là bao nhiêu rồi ta. À, khu công nghiệp. Cái nào mà nó dầu thô nó đang có mình 5.000, gỗ giấy có 4.000 thôi. Ừ, hơi phèn. Ôi xong cái này tiền ít quá, cái này mình phải tăng thuế tụi này lên mới được, tăng thuế nhà ở đồ lên. Ừ, tăng thuế lên. Đó. Thành phố bắt đầu ok rồi, mình phải tăng thuế lên chứ. À, tăng thuế lên chứ, dầu thô này 81 tấn mỗi tháng đang xuất khẩu hết, ngon ghê không? Còn 4.000, thành phố đang lời, thành phố đang có xu khuynh hướng lời. À, hồi nãy là 10.000, bây giờ mình chỉnh qua chỉnh lại cái còn 4.000. Nó không có cái luật cấm đổ xe mà, nó chưa có cái luật cấm đổ xe ở đây nè, thí dụ giống như vậy nè, đâu có cái chỗ cái biển cấm đổ đâu. Này là stop, là biển cấm xe bắt buộc phải dừng lại ngã tư. À, còn này là biển tại giao lộ này là cấm giao thông quẹo trái, đi thẳng và quẹo phải thôi, không có biển cấm đổ xe. À, mà không biết ở trong đây nó có hay không thì chưa biết. Chưa thấy cái biển đó. À, không có biển cấm đổ xe cho nên tụi nó bắt buộc đổ xe ở ngoài, mình đâu có ép tụi nó vô đây được. Mà mình đã tăng cái thuế bên ngoài lên rất là mạnh rồi đó. À, mình tăng thuế bên ngoài rất là mạnh nhưng mà tụi nó vẫn chấp nhận là đổ xe bên ngoài chứ nó không vô đây. Đúng là tiện lợi nó quan trọng, phải không? Tụi nó thấy tụi nó tiện tụi nó làm. Cho nên là cũng không ép được. Thằng này bao nhiêu tấn rồi? 6.000 tấn rồi đó bạn, thấy ghê không? Ồ, mình chứa hàng ở trong kho này hơi bị ghê luôn. Ui, hành khách 50 hành khách nè bạn. Đó,
bạn thấy chưa? Ít ra là bắt đầu là mình thấy là cái khu này là của mình bắt đầu có hiệu quả. Có hiệu quả liền. Nó 50 khách nó sẽ đến đây, nó xong rồi nó ra ngay chỗ này. 50 khách nha. Xả 50 khách xuống. Rồi còn 15 khách. Rồi khách đi đâu rồi nhỉ? Khách đang chờ 5. Xả 50 khách xuống nhưng mà khách mất tiêu. Nó không giống bản 1 ha, giống bản 1 là xe tới là bắt đầu khách nó ùa ra ngoài đường liền. Nó ùa ra ngoài đường là bạn thấy đông hay không đông là bạn nhìn thấy bạn biết liền. Con này nó không giống lắm. nó đi đâu mất tiêu. Không sao. Hey,